giáo sư Nguyễn Minh Thuyết là người có nhiều đóng góp cho xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục. Ông đã từng có nhiều năm giảng dạy và làm quản lý ở Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Không chỉ làm tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông mới, mà ở trên diễn đàn Quốc hội, giáo sư Nguyễn Minh Thuyết từng nổi tiếng với nhiều đóng góp, trực ngôn với những chất vấn gai góc. Kính thưa quý vị và các bạn, giáo sư Nguyễn Minh Thuyết là nhà khoa học. Ông cũng có 10 năm là đại biểu Quốc hội với rất là nhiều những ý kiến sắc sảo, thẳng thắn của mình. Chuyên mục Hot Face sẽ có buổi trò chuyện với giáo sư Nguyễn Minh Thuyết. Xin được cảm ơn giáo sư rất là nhiều vì đã nhận lời mời trò chuyện với chuyên mục Hot Face ạ. Vâng, xin chào chị Hà Sơn, kính chào quý vị khán giả của Vietnamnet. Thưa giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, rất là nhiều người yêu mến thầy bởi vì những đóng góp của thầy cho lĩnh vực giáo dục. Nhưng mà tuổi thơ của thầy thì em nghĩ là rất là nhiều người chưa được biết. Chúng ta hãy bắt đầu từ tuổi thơ ạ. Có thể nói là tôi có một cái tuổi thơ hạnh phúc bởi vì là có đầy đủ bố mẹ, có anh chị em cũng khá đông và mọi người thì rất là thương yêu nhau. Tuy nhiên thì tuổi thơ của tôi cũng là một tuổi thơ rất là gian khổ bởi vì lúc ấy thì cả nước nghèo, bản thân tôi cũng phải lao động từ bé, phải kiếm sống. 7-8 tuổi thì tôi cũng đã phải đi bán báo, đi bán lạc luộc ở trên tàu điện, rồi đi cạo sắt cầu, đi cắt cỏ ở nông trường Ba Vì, vân vân. Rồi năm lớp 9 thì thậm chí là còn đi làm khuôn vác, cho nên là có khả năng là tôi cũng không được cao như bố mẹ tôi mà lại lùn. Đến lúc mà tôi vào đại học thì cũng vào rơi vào đúng thời gian chiến tranh, chúng tôi đi sơ tán. Cũng phải gánh gạo, vác củi, luồn rừng, vân vân. Và có thể nói là đấy cũng là một cái tuổi thơ rất là không bằng phẳng. Nhưng mà tôi nghĩ lúc ấy thì cả nước này như vậy, cũng cái chuyện của tôi cũng là chuyện rất là bình thường. Thưa thầy, là mọi người sẽ hỏi là một người làm giáo dục như thầy thì thời học tiểu học này, rồi là trung học cơ sở này, rồi phổ thông trung học thì thầy học có giỏi không? Đánh giá thì tôi nghĩ không phải là giỏi mà là vào loại học sinh khá thôi. Mặc dù là từ cuối cấp trung học cơ sở cho đến cuối cấp trung học phổ thông thì tôi luôn luôn tham gia cả đội tuyển văn lẫn đội tuyển toán. Về văn thì tôi được một cái giải khuyến khích toàn miền Bắc, còn về toán thì tôi cũng chỉ vào được đến cái vòng thi học sinh giỏi thành phố thôi. Lúc đó thì có 3 hạng học sinh tiên tiến, A1 cực hiếm, A2 thì cả lớp tôi trong rất nhiều năm chỉ có 2 người, còn tôi thì A3 thôi, thỉnh thoảng có tháng thì được A2. Thưa thầy, là một thầy giáo thì thầy có rất là nhiều những người học trò của mình, cũng như là có những cái người thầy đã dạy mình. Vậy thì có cái người thầy nào ảnh hưởng đến thầy trong cái cuộc sống, cũng như là thầy ảnh hưởng gì nhất từ họ ạ? Người thầy chính là ông bố tôi. Tôi chịu ảnh hưởng rất nhiều ở cụ, ở cái tính nghiêm túc, ở cái tình yêu đối với lao động. Cơ quan bố tôi ấy, làm việc là lúc ấy là 7 rưỡi mới làm việc. Nhưng bố tôi thì bao giờ cũng đánh thức chúng tôi dậy từ 4 giờ sáng. Phân công mỗi người làm một việc. Người thì quét nhà, người rửa chén, người nấu cơm, người đi chợ, vân vân. Ăn uống xong xuôi là khoảng độ quá 5 rưỡi chút là cụ đã dắt cái xe đạp đi làm rồi. Thì nhiều khi tôi hỏi là 7 rưỡi mới làm mà bố đi làm gì sớm thế? Thì ông bố tôi nói là cái nghề của tôi mà lại đi làm đúng giờ thì còn làm sao làm được việc. Vì bố tôi lúc ấy là phó trưởng phòng hành chính tài vụ của Tòa án Nhân dân tối cao. Thế thì cụ phải đến sớm để cụ cắt đặt tất cả công việc. Thì đến lúc anh em ở cơ quan đến thì nó đâu vào đấy rồi. Tôi nhớ là lúc đấy đấy thì nhà tôi rất nghèo. Nhưng mà 30 ngày trong tháng nếu chia ra đều trong năm thì không ngày nào không có khách ăn cơm. Con cháu đi về học hành hay là làm lao động làm việc thì đều tá túc ở đấy. Và các cụ cho cái chuyện này cũng rất là bình thường. Ở cái thời gian mà bố tôi đi sơ tán ấy, ở trong Hà Tây ấy, thì cứ mỗi lần về chỗ sơ tán là cụ có quà cho tất cả trẻ con ở cái xóm ấy. Mặc dù quà rất bé thôi, mỗi đứa một cái kẹo vừng thôi. Ở mỗi một cấp học thì đều có những cái người thầy mà có cái ảnh hưởng đối với tôi. Tôi nói ví dụ như là khi mà tôi học ở trường tiểu học ấy, thì là hồi ấy thì tôi bị ốm hơn một tháng, phải nằm bệnh viện. Từ khi ra viện thì thầy của tôi bảo tôi là con đi lên nhà thầy dạy cho. Ngày nào cũng như thế, đến thầy dạy cho để theo kịp với lớp.
thì phải nói là những cái sự giúp đỡ ấy của các thầy, mà giúp đỡ hết sức là vô tư, chứ không phải là dạy thêm như ta nói bây giờ. Ở trường cấp 2 và cấp 3 thì cái người thầy mà có ảnh hưởng lớn nhất đến tôi đấy là cô giáo chủ nhiệm, cô Nguyễn Thị Yến. Do một cái sự may mắn thế nào đó thì chúng tôi là được học cô suốt từ lớp 6 đến tận lớp 10. Chúng tôi hết sức yêu quý cô và coi cô như là một người mẹ. Bây giờ thì cô mất rồi, nhưng mà cái thời gian mà cô còn ấy thì hàng năm cứ vào dịp 2011 thì tất cả lớp chúng tôi vẫn kéo đến nhà cô để mừng cô và nói chuyện với cô. Thì cô là một người trong sạch, công bằng, và có thể nói là chính là người nâng đỡ đối với chúng tôi. Có phải là vì thầy nhận được rất nhiều tình yêu cũng như là cái sự quan tâm của những người thầy của mình, cho nên là thầy sau này thầy cũng quyết tâm trở thành một thầy giáo hay không? Thầy có thể nói về cái cơ duyên để đưa mình đến với cái nghề thầy giáo ạ? Ồ, không phải như thế. Thực ra tôi đến với nghề thầy giáo là cũng khá là ngẫu nhiên. Chỉ còn nói thật là cái lúc trẻ tôi không thích làm thầy giáo. Đến mức mà chị ruột tôi học trường trung cấp sư phạm ra dạy học thì tôi còn tò mò, tôi hỏi làm sao chị lại thích được nghề dạy học. Sau này đến lúc mà tôi vào trường đại học thì tôi thấy là thầy giáo đại học rất hay. Tôi được tổ chức phân công lên dạy ở trường đại học sư phạm Việt Bắc. Có thể nói là bước vào nghề thầy giáo thì nó cũng không phải là hoàn toàn là do mình, mà đây là do tổ chức phân công. Tổ chức phân công đi đâu thì mình phải sẵn sàng đi đấy. Nếu mà có kiếp sau phải chọn lại nghề thì chắc tôi lại chọn nghề làm thầy giáo. Thưa thầy, vậy thì những cái năm tháng đi dạy học đó, điều thấm thía và điều thầy tự hào nhất là gì ạ? Vâng, người ta thường nói là nhận cái gì thì lại trả cái đấy. Có lẽ những cái điều tốt mà tôi học được ở trong quá trình đi học, rồi những cái ân đức mà các thầy cô của tôi đã cho tôi đấy, thì nó ngấm vào máu thành ra một cái cách ứng xử rất là tự nhiên. Và tôi nghĩ rằng là đấy là cái điều mà có thể nói là rất là may mắn cho tôi. Và tôi nghĩ là cái điều thấm thía nhất trong cuộc đời dạy học của mình là thương học trò. Thương bằng cách tức là mình tận tụy giúp đỡ các em. Nếu mà chấm bài là tôi chấm kỹ lắm, tôi chữa từng tí một và có nhận xét đàng hoàng, chứ không bao giờ tôi cho một cái điểm ngoạch cái xong là xong đâu. Đấy, rồi thì có thể nói là nhiều học trò bây giờ họ cũng rất ấn tượng về cái lần mà họ học năm thứ nhất học môn tiếng Việt thực hành với tôi. Thì đấy là một cái môn thực hành thôi, nhưng mà tôi dạy kỹ lắm đến mức mà họ là bây giờ em viết được là nhờ có thầy. Tôi nghĩ rằng mình chỉ tự hào là mình đã hoàn thành nhiệm vụ của một người thầy giáo. Ngay từ những cái ngày đầu bước chân lên bục giảng thì tôi được sinh viên yêu mến, đánh giá cao về ứng xử cũng như là về chuyên môn. Thầy vừa nhắc đến những người học trò ấy ạ, và nhân đây cũng xin được hỏi thầy là trong số rất là nhiều học trò của mình, vậy thì ai là người học trò mà thầy nhớ nhất ạ? Thưa giáo sư, chặng đường sau này người ta biết đến giáo sư qua hai vai trò. Thứ nhất là một nhà khoa học ạ, thứ hai là một người viết sách giáo khoa và là chủ biên chương trình giáo dục phổ thông. Nếu nhìn nhận lại ở cái vế thứ hai, là tức là trong vai trò viết sách và chủ biên, thì tự giáo sư thấy mình đã làm được những gì mà giáo sư cảm thấy hài lòng ạ? Tôi đã có điều kiện dạy cả ở đại học sư phạm lẫn đại học tổng hợp, dạy ở cả miền núi lẫn thủ đô, dạy ở cả Việt Nam lẫn nước ngoài. Trong một thời gian ở Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam ấy, hàng ngày phải dự giờ ở trường phổ thông để hướng dẫn cho giáo viên. Tôi cũng là một cái người viết đủ loại sách, từ sách phổ thông tiểu học cho lên đến lớp 12, rồi thì giáo trình đại học, rồi sách cho nghiên cứu sinh. Nhưng mà tôi phải nói, trong các thứ sách, viết sách giáo khoa phổ thông là khó nhất. Mình phải dạy cho học sinh những kiến thức rất là chính xác, nhưng mà phải hết sức là giản dị, để làm sao học sinh nó không bị quá tải, để làm sao những kiến thức ấy nó có ích với học sinh. Thứ hai đấy là sách đại học thì giỏi lắm một vài trăm người đọc, đúng không ạ? Sinh viên của mình đọc, đồng nghiệp của mình đọc, và họ cũng là người trong ngành thì họ cũng hiểu hết. Kể cả những điều mà mình nói có thể nó chưa được đầy đủ thì người ta cũng hiểu đủ, đúng không ạ? Nhưng mà sách
giáo khoa phổ thông là cực khó, bởi vì có đến 90 triệu con mắt soi vào. Tôi cũng may là tôi làm việc với anh chị em biên tập ở nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, thì tôi thấy là họ là những người rất là chuyên nghiệp và họ đọc tranh luận với tôi rất nhiều. Tôi cũng nghĩ rằng là cái bộ sách này được đánh giá tốt, và tôi cũng nghĩ là đấy cũng là một cái điều mình tự hào vì mình hoàn thành được cái việc của mình. Thưa giáo sư, là nhiều năm qua thì giáo dục luôn là một cái vấn đề rất là nóng ạ. Và có lẽ là sách giáo khoa và chương trình chỉ nóng sau khi mà thi cử. Đảm nhận những cái công việc này thì áp lực đối với giáo sư chắc hẳn là không nhỏ. Vậy thì giáo sư có thể chia sẻ về những cái áp lực bản thân giáo sư đã gặp phải ạ? Vâng, cái áp lực lớn nhất là làm sao cho công việc nó có chất lượng. Tôi nghĩ cái áp lực này lớn lắm. Trong thời gian làm sách khoa thì tôi cũng phải đã vắt kiệt cái sức của mình. Trong thời gian tôi làm tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông ấy, thì tôi còn phải cố gắng nỗ lực hơn nhiều, bởi vì cái vai trò tôi là bao quát toàn bộ về chương trình của các môn học ở các cấp học. Có thể nói đây là một nhiệm vụ vô cùng nặng nề, và tôi cũng phải đọc từng chữ ở trong từng chương trình của các môn học, kể cả những môn không thuộc chuyên môn. Vì cái áp lực của công việc cho nên là cái thời gian, có những thời gian ấy là có những đêm gần như tôi không ngủ, có khi chỉ ngủ 1-2 tiếng thôi. Cái áp lực thứ hai là áp lực từ dư luận, từ những mong muốn và từ sự chỉ trích của những cái người chưa hiểu, hoặc là thậm chí của những người không có thiện chí. Thì tôi cho cái áp lực này thì nó lại nhẹ hơn. Bởi vì sao? Bởi vì cái quan trọng nhất là trước mỗi một cái ý kiến chưa đồng tình thì mình phải bình tĩnh, mình phân tích xem là mình có sai không. Nếu sai thì nó ở đâu, mức độ thế nào, hướng sửa chữa ra sao. Nhiều lần tôi giải thích anh em là mình làm giáo dục thì giống như mình là gia sư thôi. Mình làm gia sư thì chủ nhà người ta bảo phải là phải, trái là trái. Thế còn nếu mình thấy không chịu được gia sư thì mình xin đi chỗ khác, đúng không ạ? Chứ còn bây giờ mình không thể nổi nóng mình cãi lại với gia sư được. Gia sư người ta có nói quá lời tí đấy là người ta xót con, người ta nói, kệ người ta. Giáo sư có thể chia sẻ là cái nguyên do nào mình được bầu là đại biểu Quốc hội ạ? Và những cái cảm xúc của ông khi lần đầu ngồi trong hội trường Ba Đình, trực tiếp tham gia nhiều công việc hệ trọng của đất nước ạ? Có thể nói này, cả hai cái việc tôi làm mà mọi người cho là làm thành công thì nó đều đến với tôi một cách rất là ngẫu nhiên. Cái chuyện làm đại biểu Quốc hội còn ngẫu nhiên hơn. Một lần tôi đang ngồi làm việc ở trường thì thư ký của Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Đình Cự gọi điện cho tôi. Thế thì anh thư ký nói tiếp là anh Cự, anh ấy yêu cầu chúng em là phải đi tìm một người cấp bậc thì từ hiệu phó, viện phó, vụ phó trở lên về khoa học xã hội nhân văn. Thì cả cái Hà Nội này nó có mỗi cái trường tôi tên là trường đại học khoa học xã hội nhân văn. Chưa bao giờ tôi nghĩ là tôi là một nhà chính trị và làm chính trị cả. Và hai nữa, Quốc hội công việc nó to lớn, mênh mông, làm sao làm nổi. Trong khi mình ở trường thì mình quen rồi. Thì tôi có nói với anh là chắc mình không làm được đâu. Thì anh nói không, cái này thường vụ thông qua rồi, anh không chối được. Khi mà bước chân vào hội trường Ba Đình để họp Quốc hội thì cái cảm giác của tôi vừa vinh dự, vừa choáng ngợp. Bởi vì mình là một trong 500 người đại diện cho dân để mà quyết định những vấn đề to lớn nhất của đất nước. Thì quá vinh dự, không phải ai lọt được vào cái danh sách kia đâu. Không ít ý kiến thẳng thắn đề cập đến cả trách nhiệm của chính phủ, thậm chí là của Thủ tướng Chính phủ đã được giáo sư nêu khi mà ông còn làm đại biểu Quốc hội ạ. Và cái điều lớn lao nhất mà thúc giục ông phải lên tiếng một cách không ngại đụng chạm gì, đó là điều gì ạ? Xuất phát từ cái trách nhiệm. Trách nhiệm trước hết là với cử tri của mình. Tôi nhớ là cái lần mà tôi đi vận động bầu cử ở Lạng Sơn lần thứ nhất ấy, có một bác lớn tuổi, bác ấy phát biểu, bác nói như thế này là cả một cái khóa 10 tôi theo dõi TV không thấy đoàn đại biểu của mình ai phát biểu, không thấy đoàn của mình ngồi đâu cả. Trong khi các đoàn khác thì đại biểu người ta xuất hiện rất nhiều. Cho nên là tôi rất mừng đồng chí Thuyết, và nếu đồng chí trúng cử ấy thì đồng chí phải làm thế nào là được như giáo sư Nguyễn Lân Dũng ấy, tức là tham gia tích cực vào các cái công việc của Quốc hội. Thế thì tôi có trả lời bác là thế này, tôi không có vinh dự làm đại biểu Quốc hội khóa 10. Trên thực quả tôi cũng không biết hoạt động của đoàn mình cụ thể ra sao. Nhưng mà tôi chỉ được biết là ý kiến phát biểu bằng văn bản hay là bằng miệng, ý kiến phát biểu ở tổ hay là hội trường của đại biểu Quốc hội thì đều được đánh giá như nhau. Và báo chí thì anh chị em người ta có phản ánh ý kiến đại biểu nhưng có thể phản ánh không hết được. Vì vậy thì thôi, thì cái việc mà đoàn đại biểu khóa 10 hoạt động như thế nào thì để xin nhờ những các vị hiểu biết hơn tôi để giải thích.
Chỉ còn tôi thì xin cam kết với các vị cử tri là nếu như mà tôi được bầu vào Quốc hội thì tôi sẽ hết sức là tích cực tham gia mọi hoạt động của Quốc hội, tăng cường tiếp xúc với các vị để lấy ý kiến các vị để vào báo cáo với Quốc hội, và cũng sẽ không ngần ngại gánh vác những trách nhiệm chung. Thưa giáo sư, là đâu là cái kỷ niệm đáng nhớ nhất và cái điều day dứt nhất đối với giáo sư trong 10 năm làm đại biểu Quốc hội ạ? Vâng, kỷ niệm ở Quốc hội thì nhiều lắm, nhiều lắm. Có kỷ niệm ở nghị trường, có kỷ niệm khi mà đi tiếp xúc cử tri. Nhưng mà tôi chỉ kể một chuyện thôi, đấy là kỷ niệm với các nhà báo. Vào cái khoảng giữa khóa 11 thì Quốc hội có tổ chức chất vấn Bộ trưởng về một cái việc của một doanh nghiệp trong ngành. Thì cái đấy là một cái vi phạm. Thế thì khi mà tôi chất vấn đến lần thứ hai thì Bộ trưởng cũng có thừa nhận doanh nghiệp đó có vi phạm và sẽ xử lý. Thế khi tôi ra đến lúc bên ngoài nghỉ giải lao ấy, thì các nhà báo xúm lại hỏi tôi, bảo anh đang chất vấn hay như thế, bây giờ sao anh không nói hỏi tiếp. Lúc ấy tôi cũng mộc mạc thôi, tôi bảo ôi dồi, thì cũng giống như mình đi chấm luận án tiến sĩ, mình hỏi đủ để chấm điểm thì thôi chứ. Thế sau đó thì đến lúc mà hôm sau, sáng hôm sau thì có một tờ báo giật một cái tít rất to là nhà giáo, tôi chỉ hỏi đủ để chấm điểm. Thế thì tôi không biết là do phản ứng từ cấp nào đó, nhưng mà đến cuối buổi chất vấn, lúc còn đang truyền hình trực tiếp, thì Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An ngồi ở trên đoàn chủ tịch giơ tờ báo lên và nói là hôm nay tờ báo này có đăng cái ý kiến của đại biểu Nguyễn Minh Thuyết, nói là nhà giáo tôi chỉ chất vấn đủ để chấm điểm. Không biết tại sao đại biểu lại nói như vậy. Chất vấn là để xây dựng, để thúc đẩy công việc, tại sao nói là chất vấn để chấm điểm. Lúc đó thì ở ta là chưa ai dám dùng cái từ chấm điểm với bộ trưởng. Tôi ngồi trong hội trường, lúc ấy tôi giơ cái biển lên, lúc ấy chưa có bấm nút, tôi giơ cái biển số của tôi lên và chủ tịch chỉ tôi, mời đại biểu phát biểu. Thì tôi nói là thưa chủ tịch và thưa Quốc hội, tôi đã chất vấn bộ trưởng ở trong hội trường 2 lần, và nội dung chất vấn như thế nào thì các đại biểu đều đã biết. Còn khi tôi ra giải lao thì anh em có hỏi và tôi có nói như vậy. Thì tôi cũng chia sẻ thống nhất với chủ tịch là chất vấn là để thúc đẩy, để phát triển công việc. Nhưng tôi hiểu chất vấn cũng đồng thời là cái dịp để người dân chấm điểm bộ trưởng của mình. Ngay tối hôm nay tôi về đến nhà thì nhà báo gọi điện cho tôi và nói là, anh ơi, hôm nay cả tòa soạn của em từ tổng biên tập đến bọn em là nín thở nghe anh trả lời. Anh mà phủ nhận thì chết bọn em. Thì tôi cũng cười ha hả, tôi bảo là sao mình phủ nhận được, mình có nói như thế mà. Cái điều dây dứt nhất là mình chưa làm được nhiều việc, đặc biệt là mình chưa đáp ứng được cái nguyện vọng của người dân, của cử tri gửi gắm. Trong cả 9 năm làm đại biểu Quốc hội thì may ra tôi giúp được 2-3 trường hợp thôi. Sau khi mà tôi thôi đại biểu Quốc hội thì tôi lại vẫn giúp được dân. Tức là một lần tôi đang đứng chờ xe ở đường, lúc tôi về hưu rồi nhưng mà hình như là chờ xe đi làm cái việc gì đấy, thì trời thì hơi mưa, thì tôi thấy một cái người đội mũ lá đi cái xe đạp mà trùm kín áo mưa ở phía cái giỏ xe, nhưng mà áo mưa nó trong nhưng tôi vẫn nhìn thấy giỏ xe của anh là báo. Mặt anh ấy thì vàng bùng. Anh đến gặp tôi và nói giọng Nghệ. Anh nói là bác ơi, bác có phải đại biểu Nguyễn Minh Thuyết? Tôi bảo tôi là Nguyễn Minh Thuyết nhưng không phải đại biểu. Thì tôi thôi thôi. Ông bảo thôi thôi được, cháu có cái việc cháu nhờ bác. Là vì bác thôi nhưng mà bác vẫn còn nhiều quan hệ ở giúp cháu. Thì anh mới kể câu chuyện của anh ấy. Anh nói là anh ấy ở Nghệ An, anh ấy bị bệnh gan, thì anh phải ra Hà Nội để kiếm ăn và đồng thời lấy cái tiền chữa bệnh, anh đi bán bao. Thế thì anh để dành để dụ được đâu mấy trăm ấy, thì anh mua được một cái căn hộ của một người bán lại có 20 mét vuông thôi. Thế nhưng mà sau này thì cái người vợ cũ của cái người chủ mà bán cho anh ấy lại trở về từ nước ngoài và giơ cái quyết định phân nhà cho chị của cơ quan để đòi nhà. Thế đưa ra tòa án thì tòa án sơ thẩm đã xử buộc anh phải trả lại cái nhà cho chị ấy. Thế thì tôi bảo thôi anh viết cái này, anh viết đơn đi. Gửi cho bà Nguyễn Thị Bích Ngọc là Phó Bí Thư Thành ủy. Anh gửi cho chị Ngọc này, tôi gửi cho chị. Thế thì anh ấy hôm sau anh đến đưa ngay. Sau đó thì một lần tôi cũng quên bẵng chuyện đấy rồi. Thì tôi thấy anh này, anh ấy bảo là bác ơi, cháu phải cảm ơn bác. Việc của cháu xong rồi. Chứ còn trước đây ấy, phải nói này, cháu không thể nào mà ngủ được. Đêm nào cũng giật mình thon thót, sợ người ta tống mình ra đường. Thế bây giờ thì tốt rồi. Và gần đây tôi gặp anh thì sắc khí anh ấy tốt hơn hẳn rồi.
Thế thì hôm ấy anh ấy rút ra hai tờ báo và anh bảo cháu biếu bác hai tờ báo. Tôi bảo không, nhà tôi ngày nào cũng có mấy tờ báo. Thì anh cứ để đấy, anh bán đi, anh cho tôi làm gì, nói chung. Đấy. Thì nói là những cái việc như thế thì tôi nghĩ là cái mà người đại biểu canh cánh nhất trong lòng chính là giúp cho dân. Và nếu mình có điều kiện thì mình cố gắng mình giúp.